Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chắc là chúng ta phải nói đến cuộc chào đón năm mới tại New York. Và hiện nay thì tất cả các gọi là công cuộc chuẩn bị ở tại New York coi như đã hoàn tất. Và trái cầu pha lê, một trong những cái đặc điểm để chúng ta tới Times Square để đón mừng năm mới. New York họ đón chờ như thế nào thưa anh? Dạ, kính thưa quý vị, năm nay thì con chó Snoop Dogg, Sting và Christina Aguilera sẽ đón mừng năm 2019 tại quảng trường thời đại Times Square. Sẽ chật cứng với cả chục ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về để đón xem trái bóng pha lê truyền thống. Thưa quý vị, khán giả sẽ dự kiến sẽ bắt đầu lắp ráp vào đầu chiều cho đến phần ngoại truyện để dành cho truyền hình. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra dưới sự bảo vệ chặt chẽ của nhân viên an ninh, và những người tham dự các bữa tiệc sẽ kiểm tra vũ khí, sau đó sẽ được nhét vào bút và gọi bằng hàng rào kim loại nơi họ chờ đến nửa đêm. Thưa quý vị và thưa anh, ở New York thì đón mừng năm mới như vậy, thế thì Tổng thống Donald Trump và phu nhân sẽ đón Tết ở đâu? Vâng, quý vị vừa theo dõi với anh Pháp Bùi tất cả những cái việc căn phòng rất là cẩn mật, nội cái bút ở trong tay của quý vị và trong túi áo của quý vị, bởi vì có thể là bị hàng rào tất cả những người gọi là lực lượng cơ giới kiểm soát cách chất chặt chẽ. Và người ta dự đoán con số người tham dự tới quảng trường Times Square lên tới cả triệu mấy người. Trong lúc đó thì thưa anh Pháp Bùi, đây là một cái điểm đáng buồn cho đệ nhất phu nhân cũng giống như Tổng thống Donald Trump năm nay. Vì công việc bận rộn và đặc biệt là vì chính phủ bị shutdown, Tổng thống Donald Trump phải ở lại Washington DC mà một mình ông đón mừng năm mới. Nhưng mà trong lúc đó thì bà có một cái, bà Melania phải đi về Mar-a-Lago để làm gì? Bà sẽ chủ trì một cái bữa dạ tiệc mà trong lúc vé đã sold out rồi. Mỗi một người mà nếu mà thành viên của Mar-a-Lago thì bán mua vé chỉ có $650, mà nếu không phải thành viên của câu lạc bộ của Tổng thống thì phải mua vé tới 1.000 đô la. Mà tất cả các vé đã sold out, thành không thể nào mà không có hai người đầu não có mặt ở tại đó, đó là Tổng thống cũng giống phu nhân của Tổng thống. Bởi thế bà Melania sau khi đi Iraq về thì bà với là Bannon là con trai của bà đi về lại Florida để chủ trì cho cái bữa gọi là đón mừng năm mới ở tại Florida. Như vậy lần đầu tiên hai ông bà đã chia cách nhau, không biết cái này là cái điểm tốt hay điểm xấu cho năm 2019 thưa anh Phát. Vâng, thưa anh, $1,000 một cái vé. Nhưng mà như vậy trên 1.000 người, ít nhất là 1.000 người như vậy thì ngày hôm đó là Tổng thống Trump sẽ kiếm được ít nhất là 1 triệu. Cái đây, tất cả những cái chương trình này, cái tiền bạc này sẽ dành cho cái chương trình vận động tranh cử của ông. Và con số nó không phải dừng lại ở đó thưa anh Phát Bùi. Những người đến ở đó khi họ đã có 1.000 đồng mua vé thì họ có sẵn cái tay với tấm check của họ ký donation cho cái chương trình vận động tranh cử của Tổng thống. Chỉ có một cái giá mà không phải trả được là hai ông bà chia cách nhau vào đầu năm. Cái đó mới là cái quan trọng thật. À, cái điều mà người ta suy nghĩ lý do là tại vì ông Tổng thống Donald Trump phải ở lại, mà ông tránh văn phòng sắp sửa là tránh văn phòng. Ông nói là tại vì lý do là tại vì không có ngân sách chưa giải quyết và có bao nhiêu chuyện chưa phải giải quyết, thành ra ông phải ở lại. Có thể nói là Tổng thống Donald Trump trong những ngày vừa qua ông rất là bận rộn. Mặc dù chúng ta chỉ có đơn thuần nói về bức tường mà thôi, về vấn đề $5 tỷ, nhưng mà ông gặp hết người này đến người kia và tất cả những lời hăm he của đảng Dân Chủ, nhất là cái ngày mùng 3 kề cận sắp đến, và Nancy Pelosi sẽ đứng lên và lãnh đạo đảng Dân Chủ. Và đây là một trong những cái sự kiện mới mà nếu không giải tỏa được cái vấn đề gọi là chính phủ shutdown này thì có thể nói rất là khó khăn cho đảng Cộng Hòa nói riêng và cả quốc gia Hoa Kỳ nói chung, khi mà chính phủ như vậy là đến ngày thứ 9 bị sát đau rồi thưa anh. Nhưng mà sáng nay thì kính thưa quý vị, có một cái tin rất đặc biệt mà mọi người đều hoan hỷ đón nhận. Kính thưa quý vị, đó là minimum wage, tất nhiên là cái lương căn bản của mỗi công nhân Hoa Kỳ đi làm, có thể đã được chấp thuận trên 10 hàng chục, nghĩa là 20 tiểu bang và một vài dozen thành phố nữa đó. Nghĩa là có thể nói rất nhiều. Như vậy anh theo dõi tin này thì anh thấy nó thành phố tiểu bang nào? Vâng, thì nó nói khoảng 20 tiểu bang và thêm khoảng 26 thành phố sẽ bắt đầu mùng 1 tháng 1 2019 thì lương tối thiểu nó sẽ tăng là 7 đồng 25.
thì nó ảnh hưởng cái gì, thì người ta làm tăng thêm 7 đồng 25 bây giờ là 10 đồng 50 bây giờ, phải... bây giờ mỗi một giờ là phải trả là 7 đồng 25. No, 7 đồng 25 đã từ lâu rồi tăng thêm, vâng, tăng thêm, điều đó có nghĩa rằng là bây giờ thì cái mức tối thiểu đã 10 đồng rồi, vâng. Ở Seattle hôm nay thì bắt đầu phải trả lương với giá 20 đồng 15 cent cho vâng. mỗi người là gọi premium pay, tuy nhiên là cái giá tệ hại nhất, vâng. Và ở New York thì phải tới là 16 đồng 50 cent thì phải, và lý do đó là nhiều nhà hàng ở bên những cái tiểu bang này đã phải đi in lại những cái menu để mà tăng giá lên. Thì như một cái trứng, hai quả trứng thì thường thường là nó mất thêm chừng 10 cent nữa. Vâng. Tức là khoảng 7 đồng 39 cho hai quả trứng breakfast. Còn những cái chỗ dinner khác như chicken, 3 miếng fried chicken thì là tăng 20 cent, tức là 8 đồng 78. Thật ra mình nhìn những cái chỉ số này là mình sẽ thấy là từ nay bữa đi đó, bữa ăn là tức là từ 7 đồng đến 10 đồng là thường thường là bình thường. Mà tôi không biết trong cộng đồng Việt Nam mình thì không biết tăng bao nhiêu. Bất nghĩa là cộng đồng Việt Nam mình cũng là một trong những người mà sinh hoạt ở trong cái quốc gia Hoa Kỳ này thì không một cái lý do gì mà tất cả các chủ nhân ông bắt buộc và có thể nói ngăn cản cái mức tăng lương tối thiểu của mọi người, đó là hiến pháp quy định và luật lệ của tiểu bang quy định thì không thể thoát được, ngoại trừ những người gọi là làm trả tiền mặt và cái đó thì trốn thuế thì chúng ta không đề cập đến. Và càng ngày thì các hậu quả của những cái sự việc nó đem lại tệ hại cho rất nhiều, cho cả chủ nhân, cho những người làm việc. Bởi thế có thể nói rằng chúng ta không thể mà tiếp tục vào cái con đường như lúc trước là cứ đi làm lãnh tiền mặt, ăn tiền trợ cấp, đó là một cái tệ hại rất lớn. Và năm 2019 này, ngay cả những chủ nhà hàng, ngay cả những chủ công xưởng mà nếu còn tiếp tục làm con đường đó thì không sớm gì muộn gì thì cũng chết với ông Tổng thống Donald Trump này. Theo tôi nghĩ là như vậy. Đến bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những sự kiện mà trong những ngày vừa qua đã bàn tán rất nhiều, thậm chí đưa đến một cái sự kiện là ông tướng Jim Mattis phải từ chức. Kính thưa quý vị, đó là việc rút quân khỏi Syria. Đến bây giờ thì chắc quý vị đã biết rằng Hoa Kỳ có tới 2.000 quân nhân đã có mặt tại Syria để chiến đấu giúp cho tất cả các kháng chiến quân Kurds, cũng giống như là để dẹp tan gọi là phiến quân Hồi giáo tại quốc gia Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump trong tuần trước đã đơn phương ông đưa ra một cái gọi là lệnh rút toàn bộ. Thế bây giờ thì cái sự kiện đó nó trở nên căng thẳng như thế nào, thưa anh Phan Bùi? Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì khi mà Thượng sĩ Graham đến gặp Tổng thống Trump để mà trình bày một số những cái việc quan tâm hàng đầu, trong đó ngoài cái việc cái bức tường và ngân sách của Hoa Kỳ và cái việc đóng chính phủ, thì ông cũng đã nói chuyện rất nhiều với Tổng thống Donald Trump về cái việc rút quân Hoa Kỳ khỏi Syria. Và Thượng sĩ Graham đã cho biết rằng cho Tổng thống biết rằng cái việc rút quân khỏi Syria nó sẽ mang đến một số những cái hậu quả mà rất là tai hại cho Hoa Kỳ ở miền Trung Đông. Và ông nghĩ rằng mặc dù là Tổng thống Trump vẫn chưa có một cái quyết định nào rõ rệt, nhưng mà ông cho Thượng sĩ Graham biết rằng ông sẽ suy nghĩ lại, và ông có vẻ cũng thấy rằng có lẽ nên chậm lại cái việc rút quân khỏi Syria. Không có nghĩa rằng là ông sẽ không rút quân, nhưng mà có thể ông sẽ rút quân chậm hơn. Tổng thống Trump tuyên bố vào đầu tháng rằng ông sẽ quyết định một cách rất là cấp bách là rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria đang bị chiến tranh tàn phá. Và cái điều này nó đã gây cái sự lo lắng cho khối đồng minh đang đứng ra ở Syria. Vâng, kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Graham là một trong những vị Thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Ông là một trong những nhà phê bình thẳng thắn và chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump. Ông đã thu hút một cái sự gọi là liên minh đứng chung quanh của Thượng nghị sĩ Graham. Và ngày hôm qua trưa Chủ nhật thì ông đã có một bữa ăn trưa với Tổng thống Donald Trump. Hai bên đã thảo luận về kế hoạch mà liệu Hoa Kỳ sẽ rút quân như thế nào khỏi Syria để cho tất cả những cái ảnh hưởng của đồng minh không bị gọi là một cách là cô lập Hoa Kỳ trong tương lai. Kính thưa quý vị, việc trước tiên là Thượng nghị sĩ Graham đã nói đã đến lúc chúng ta cần phải cân nhắc số phận của những người Kurds. Những người Kurds đã là những người bạn chiến binh của chúng ta, họ đã cùng với chúng ta, đã được chúng ta huấn luyện để rồi gọi là họ đã là cái lực lượng hàng đầu để chống lại phiến quân Hồi giáo. Nếu những sự rút quân ra đi của chúng ta sẽ để một cái lỗ hổng trống, và lúc đó những phiến quân và những người Kurds sẽ bị phiến quân Hồi giáo cũng giống như tất cả những cái lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt họ, thì liệu làm sao trong tương lai chúng ta có một cái lực lượng đồng minh thân cận để làm việc với chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chúng ta làm chậm bằng mọi cách để hoãn lại việc rút quân ra khỏi Syria. Và Tổng thống Donald Trump cùng với Thượng nghị sĩ Graham đã nói thêm rằng Tổng thống Trump rất ý thức về vấn đề hoàn cảnh của người Kurds hiện nay.
Trong lúc đó thì theo như anh Phát Bùi đã đưa ra thì tất cả nhà phê bình cho rằng việc rút quân của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy nước Ukraine và Cộng hòa Liên bang Nga sẽ hỗ trợ chính phủ Syria và làm bá chủ tất cả những sự kiện ở trong khu vực Trung Đông. Và đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đó là ông John Bolton, dự kiến sẽ tới Israel và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần để thảo luận về kế hoạch với Tổng thống và các đồng minh của Hoa Kỳ. Trong lần xuất hiện trên kênh truyền hình của CNN thì ông Graham đã cho biết tất cả các lập luận của mình và ông đã nói rằng Tổng thống Trump đã cân nhắc một cách rất quan tâm về vấn đề xem xét lại việc rút quân khỏi Syria. Và ông đã yêu cầu ngồi tất cả các lực lượng có liên quan đến vấn đề mà hiện nay đang hoạt động tại Syria ngồi xuống lại và xem xét làm cách nào để có thể khỏi đi tránh một cái tình trạng chúng ta tạo nên một cái lỗ hổng lớn. Và cuối ngày thì chúng ta phải nhìn đến những người Kurds, họ đã, chúng ta không thể bỏ rơi họ và chúng ta không thể để bị họ bị tàn sát. Và như vậy thì ai sẽ giúp đỡ chúng ta trong tương lai? Và kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện được Thượng nghị sĩ Graham đã tuyên bố với báo chí trước tiền đình của Quốc hội. Và đây là một trong những cái mấu chốt của vấn đề để làm tạo nên không khí căng thẳng trong nội các của Tổng thống Donald Trump. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.